Chỉ tìm thấy rất bao giờ mình chữa dễ là nhiều. Chỉ tìm thấy rất bảo tồn thì rất khó chữa. Chúng ta phải chữa nguyên nhân. Chỉ tìm thấy rất bao giờ chúng ta còn gặp chỉ tìm tâm thu. Điều trị thì không quả. Còn chỉ tìm thấy rất bảo tồn chúng ta còn chỉ tìm tâm chưa. Chẩn đoán phải loại trừ. Và điều trị rất khó khăn. Chỉ có phương pháp điều trị nào hoàn toàn đúng. Nguyên nhân suy tim bây giờ các anh chị đi cái trại nội ở đây đấy thì trên 50% là do bệnh lý mạch vành. Còn thực ra cái bệnh mạch vành của mình nó liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau, trong đó nó có bốn yếu tố nguy cơ chính của sơ vữa động mạch là tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn nhịp tim máu, uống thuốc lá đấy. Thì nhóm nguyên nhân thứ hai chúng ta là tăng huyết áp. Nguyên nhân thứ ba là tăng thải thể tích bạn đấy. Thế rồi khi gặp người bệnh có suy tim, vấn đề chính của chúng ta tìm hiểu là tại sao bị suy tim, tức là tìm nguyên nhân. Nếu suy tim là bệnh mạch vành thì chúng ta muốn chữa nguyên nhân, chúng ta có thể là chúng ta điều trị nội khoa, hoặc có khi chúng ta phải thái cái thuốc mạch vành, bắt cầu hoặc là can thiệp mạch vành. Suy tim ví dụ do hẹp van động mạch chủ, các chị bắt buộc phải thay van động mạch chủ mới hết được. Từ đó thì vấn đề hàng đầu của suy tim là chúng ta phải tìm nguyên nhân suy tim. Ngay cả rối loạn nhịp đó, loạn nhịp nhanh, ví dụ người ta bị rung nhĩ hoặc là cuồng nhĩ, nó có thể đến suy tim. Ngay cả nhịp nhanh kinh phát trên thất nhiều quá nó làm suy tim. Còn ví dụ bây giờ ngoại thâm thư thất thì người ta tính là nếu bệnh nhân bị ngoại thâm thư thất trên 20% trong một ngày, bình thường một ngày chúng ta đọc 100.000 nhát một phút, nếu người ta làm con tay OCG người ta thấy trên 20%, tức 20.000 nhát ngoại thâm thư thất một ngày đó, thì thường thường nó đưa đến cái bệnh cơ tim do loạn nhịp tim của người bệnh. Rồi chúng ta có tâm phế này, tình trạng chuyển hóa vân vân, chúng ta nhiều nguyên nhân khác nhau suy tim. Thành ra cái một trong những nhiệm vụ hàng đầu của suy tim mạch tim phải là tìm, chúng ta tìm nguyên nhân của suy tim. Nguyên nhân của suy tim tâm chưa nó gói trong những nguyên nhân sau. Các anh chị có thể gói gọn trong bệnh mạch vành và tất cả những nguyên nhân nó làm dày thất trái, nó làm thất trái không giãn ra được cái cao ốc tim tâm chưa. Ví dụ như tăng huyết áp và van động mạch chủ, bệnh cơ tim phi đại, bệnh cơ tim hạn chế. Trong chẩn đoán suy tim này, thì thường thường ví dụ gặp người bệnh khó thở, chúng ta chưa biết khó thở nó do là bệnh phổi hay là suy tim, thì một trong cái dấu hiệu nó gợi ý tương đối chắc chắn là chúng ta đo chỉ điểm sinh học. Chỉ điểm sinh học tức là biomarker, chúng ta đo NT-proBNP giúp chẩn đoán loại trừ, giúp tiên lượng suy tim. Ví dụ như các anh chị thấy mấy người suy tim cấp NT-proB nó có thể đến 30.000 trên 30.000 picogram trên mililit. Còn bình thường NT-proB chúng ta dưới 100 picogram trên mililit. Còn chúng ta đo troponin nó xuất thì nó có khi nào nó có hoại tử cơ tim, thì tức là coi đây là cái chỉ điểm của vấn đề tiên lượng. Rồi sợi hóa cơ tim chúng ta đo ST2 và lipid 3 chúng ta cũng có thể biết được tiên lượng của bệnh nhân suy tim. Thì đây là cái khuyến cáo năm 2017 rồi tim mạch Hoa Kỳ, người ta nói chúng ta có thể đo chỉ điểm sinh học BNP, NT-proBNP giúp tầm soát, giúp phòng ngừa, giúp chẩn đoán và tiên lượng. Chúng ta đo troponin giúp tiên lượng, ST2 và calitin 3 giúp tiên lượng bệnh nhân suy tim. Trong cái khuyến cáo này, các tác giả đề nghị là chúng ta chia suy tim ra làm 4 giai đoạn ABCD, và trong từng giai đoạn chúng ta có thể dùng chỉ điểm sinh học. Tôi dùng người suy tim giai đoạn A và B hoặc là B. Tức là những người này thì chưa có dấu hiệu suy tim, chưa có triệu chứng cơ năng suy tim, chưa có rối loạn chức năng thất trạng, nhưng tức là những người này có nguy cơ suy tim. Chúng ta đo NT-proBNP, chúng ta nếu nó tăng chúng ta điều trị và phòng ngừa.
suy tim, rồi chẩn đoán thì làm sao chúng ta đo bên PET cộng V trong chẩn đoán, hoặc là bệnh nhân bị khó thở cấp đến với phòng cấp cứu chúng ta chưa phân biệt được khó thở do mình đi phòng do suy tim, chúng ta đo bên PET cộng V chúng ta giúp chúng ta chẩn đoán xác định là do suy tim do bệnh phổi, rồi sau đó thì về tiên lượng chúng ta dùng bên PET cộng V, chúng ta cũng có thể đo những biểu mặc kệ mới, ví dụ như về sợi hóa chúng ta đo ST2 galactin 3 hoặc là troponin, tức là người ta có tổn thương cơ tim, những cái đó nó càng cao thì suy tim càng nặng như vậy. Đây là cái quy trình chẩn đoán suy tim của tác giả châu Âu năm 2012. Thì nếu chúng ta nghi ngờ suy tim, nếu bệnh cảnh không cấp, chúng ta làm ECG chụp X-quang ngực, siêu âm tim. Thì thông thường Việt Nam chúng ta cũng làm tất cả những cái này. Bệnh nhân đến chúng ta ghi suy tim, cái gì đo đèn tâm đồ, cái chụp X-quang phổi và làm siêu âm tim. Rồi sau đó thì người ta khuyên chúng ta nên thử VNP hoặc NT của VNP là chỉ điểm sinh học. Nếu ECG bình thường, NT của V dưới 125 microgram per lít hoặc VNP dưới 35 thì coi như chúng ta loại trừ chẩn đoán suy tim, ít khả năng suy tim. Còn nếu mà chúng ta thấy ECG bất thường, NT của V trên 125 hoặc VNP trên 35, chúng ta làm siêu âm tim thì chúng ta chẩn đoán suy tim, chúng ta xác định nguyên nhân suy tim. Cái siêu âm tim nó quay lại chúng ta là chúng ta phân biệt suy tim lâm thu, suy tim tâm trường, nó giúp chúng ta chẩn đoán nguyên nhân của suy tim. Bây giờ các anh chị làm siêu âm tim, các anh chị thấy bốn buồng tim nó đều giãn đó. Chúng ta nghi bệnh nhân chúng ta bị bệnh cơ tim nó là do thiếu máu cục bộ hay là không do thiếu máu cục bộ. Còn trong bệnh cảnh cấp thì chúng ta không dùng các chất tiền này để chúng ta chẩn đoán suy tim như người bệnh. Cái này cái khuyến cáo 2016 của Tim mạch châu Âu về vấn đề chẩn đoán suy tim, khuyến cáo này nó viết kỹ hơn. Thì các anh chị thấy là bệnh nhân nghi ngờ có suy tim mãn tính hay không cấp, chúng ta lượng định khả năng suy tim luôn luôn chúng ta khảo bệnh sử, tiền sử bệnh mạch vành, bệnh sử tăng huyết áp, tiếp xúc chất độc cơ tim, ví dụ người ta bị ung thư, người ta hóa trị ung thư ngực đó, chúng ta biết cái nhóm thuốc hóa trị ung thư ngực, ung thư vú đó, nó có thể đưa đến suy tim không hồi phục cả bệnh nhân. Rồi bệnh nhân có tiền sử dụng lợi tiểu, có khó thở ngồi, có bị khớp bị bên không, thì trong tất cả các bệnh sử này nên chúng ta hỏi, nó gợi ý cái chẩn đoán suy tim và gợi ý cả nguyên nhân suy tim. Chúng ta khám thực thể những dấu hiệu triệu chứng cơ thực thể như là gan phổi, phù chân, phổi thổi tim, giãn phổi cổ hoặc tim lệch trái. Rồi ECG trong suy tim thường là nếu người ta đi suy tim thực sự đó, ECG nó không bình thường đâu, thể nào nó có một cái bất thường ở đó. Ví dụ người ta có thể bị loạn nhịp tim, bị dày thắt, bị dày nhĩ ở bệnh nhân. Sau đó thì chúng ta có thể đo các tiết hoạt niệu, tức là NT của VNP hoặc VNP và siêu âm tim để chẩn đoán. Thì trong khuyến cáo này, người ta không đưa cái X-quang ngực quy trình chẩn đoán. Trong khuyến cáo 2012, nhưng mà chúng ta ở đây thì luôn luôn chúng ta đưa cái X-quang ngực vô để chẩn đoán suy tim thì nó có lợi lắm. Ví dụ các anh chị thấy X-quang ngực, thấy bệnh nhân mà hai phòng hoặc thấy trần lên nhiều, chúng ta phải cảm hứng thêm về cái nguyên nhân bệnh lý của phổi nó làm cho người bệnh. Và vấn đề cuối cùng là xác định nguyên nhân suy tim. Thì cái quy trình của châu Âu năm 2016 đó, nếu chúng ta áp dụng giúp chúng ta chẩn đoán suy tim dễ dàng hơn trong chẩn đoán, chúng ta phối hợp cả lâm sàng, cả ECG, cả X-quang ngực, cả các tiết bài niệu biểu mặt cơ và cuối cùng là siêu âm tim. Còn chẩn đoán suy tim phải giúp chúng ta bảo tồn nó khó khăn hơn. Thì bệnh nhân cũng có triệu chứng cơ nào và thực thể của suy tim, nó cũng giống như suy tim phân giấc máu giảm đó. Nhưng mà phân giấc tốc máu chúng ta làm siêu âm phía trên này bằng 50%, bệnh nhân cũng có tăng cấp tiết bài niệu. Ngoài ra trong siêu âm tim chúng ta phải có chứng cứ biến đổi cấu trúc và chức năng của suy tim. Rồi chúng ta khảo sát chức năng tâm trương của tim bằng siêu âm để chúng ta có chứng cứ bệnh nhân chúng ta rối loạn suy tim tâm trương của bạn. Rồi đây là những cận lâm sàng thường quy của chúng ta dùng trên bệnh nhân suy tim này. Tất cả bệnh nhân suy tim chúng ta đều
cholesterol tổng phần triglyceride, HDL và LDL cholesterol và creatinine máu men gan, sulfate, triglyceride uống cái này rất quan trọng. Chúng ta nhớ là bệnh nhân suy giáp hay cường giáp nó có thể đưa suy tim người bệnh. Chúng ta đo các chỉ điểm sinh học, chúng ta làm trắc nghiệm tuyến phong cơ tim bằng hình ảnh siêu tim, ví dụ chúng ta nghi ngờ mình phải, chúng ta làm siêu đu vitamin cho người bệnh hoặc chúng ta làm LCD động mạch và nhóm chung bệnh bệnh để chúng ta loại trừ giữa bệnh cơ tim do thiếu máu của bò, tức là do bệnh mạch vành, hay là bệnh cơ tim lâm nào không do bệnh lý mạch vành là bệnh nhân. Đây là những cận lâm sàng thường quy mà chúng ta làm để chúng ta chẩn đoán bệnh nhân suy tim. Và bây giờ một trong vấn đề quan trọng trong y học hiện nay là người ta khảo sát vấn đề di truyền. Tại chúng ta có rất nhiều bệnh do di truyền. Lấy thí dụ như bệnh nhân bị bệnh cơ tim lâm nào không thiếu máu của bò đó, khoảng 60% là có nguyên nhân di truyền. Thì ở đây thì chúng ta bệnh cơ tim lâm nào, bệnh cơ tim phì đại, loạn sản xuất quả di động, bệnh cơ thần kinh, bệnh cơ tim lâm sàng, chúng ta đều cần khảo sát di truyền. Ngay cả bây giờ các anh chị gặp một người rối loạn cholesterol máu nhiều quá này, ví dụ LDL nó lên đến 5 hay là 8 millimol đó, thì cái thứ con số đó LDL cholesterol như vậy rất cao, thì đa số là các anh chị phải tính thêm cái tiêu chuẩn, cái DAS score để chúng ta nó biết được người bệnh nhân có rối loạn cholesterol di truyền, dị hợp tử hay đồng hợp tử. Và lúc đó chúng ta thử gen để chúng ta xác định được người bệnh. Thì đây ví dụ như bệnh cơ tim phì đại, người ta đã tìm được 20 gen, 1400 đột biến. Bệnh cơ tim lẫn nở thì trong cái bài này lúc tôi soạn, người ta mới tìm được 50 gen. Bây giờ người ta đã tìm được 100 gen, nó đưa đến bệnh cơ tim lẫn nở không tiêu hóa của bò. Bệnh cơ tim sinh loạn nhịp thì 10 gen đã xác định. Thì những cái này nó thay đổi không ngừng, người ta phải tìm để xác định trong điều trị. Trong tương lai người ta hy vọng người ta điều trị cải thiện cái gen trong điều trị. Bây giờ chúng ta qua phần điều trị suy tim. Mục tiêu cao nhất của điều trị vẫn là giảm tử vong. Còn nếu chúng ta giảm nhập viện thì chúng ta cũng có lợi là cải thiện cái chất lượng cuộc sống người bệnh. Và đồng thời người ta nhận thấy người bệnh nhân mà suy tim nhập viện càng nhiều thì bệnh nhân càng có nguy cơ tử vong sớm. Là mỗi lần nhập viện và mỗi lần bệnh nhân suy tim hoặc phải nhập viện thêm một lần có những cái tuổi thọ dài. Thì đây là quy trình điều trị suy tim theo khuyến cáo châu năm 2016 này. Bệnh nhân suy tim phải tập bao giờ có triệu chứng cân nặng thì hai thuốc đầu chúng ta đỡ trên bên chuyển chèn với ta. Sau đó nếu phải tập máu vẫn còn thấp chúng ta thêm đối kháng đó rồi thì đa số các anh chị đọc cái khuyến cáo này. Cái chị sử dụng này, cái chị quên mất cái đại tiểu này. Thế tôi hôm qua tôi đến để coi, tôi có một số em đến bệnh nhân điều trị ở nơi khác đến đó. Đa số tôi thấy mấy em chỉ cho bệnh nhân như thế này, cho ức chế men truyền, có thể có phòng chuẩn bệnh ta mới cho spirolactone dần dần. Cái chị gặp một người 80 tuổi, cái chị cho hai thứ này sợ lắm. Ức chế men truyền nó tăng gì? Tăng kali máu, spirolactone nó tăng kali máu. Mà tăng kali máu bệnh nhân chết mà các anh chị không bao giờ nghĩ, cái chị nghĩ lỗi của anh chị đấy, bệnh nhân sẽ đột tử chết tăng kali máu. Mà các anh chị quên với cái đoạn này của ông này, ông để lợi tiểu trong tất cả các giai đoạn của suy tim, để ra đa số trong thể hiện lâm sàng ít khi tôi dám cho spirulotone đơn thuần, mà bác sĩ trẻ bây giờ cho rất nhiều. Tôi luôn luôn tôi cho cái vừa furosemide cộng với lợi tiểu. Furosemide thì nó mất kali, còn spirulotone thì nó giữ kali, ý thì cho bệnh thông thường quân bệnh. Và người Việt Nam chúng ta ăn mặn rất nhiều, do đó thì luôn luôn dù người ta có suy tim này, các chị luôn luôn các chị phối hợp furosemide và spirulotone. Các chị nên nhớ là spirulotone nó làm lợi tiểu rất yếu, nó chỉ có lợi là thứ nhất nó không làm mất kali, thứ hai nó có cái nghìn uran, nó chứng minh nó kéo dài đời sống thôi, chứ không phải vì thế mình chỉ cho spirulotone đơn thuần. Nó thành ra các anh chị lứa luôn luôn có những lúc chúng ta tăng liều lợi tiểu, có những lúc chúng ta giảm liều lợi tiểu, thay đổi tiểu cho người bệnh. Giữa bệnh nhân mới vô chúng ta nghe có rao nào phổi, hơi khó thở, chúng ta dùng furosemide có thể đến 80mg một ngày. Nhưng khi chúng ta bớt rồi, thì chúng ta có thể bớt liều furosemide. Nhưng có liều spirulotone khi bệnh nhân nặng, chúng ta có thể cho uống đổi đến 50-100mg.
Nhưng khi bệnh nhân ổn định, chúng ta chỉ giảm xuống 25 mg thôi. Tại nghiên cứu ra nó thử 3 liều, liều 25, liều 50, liều 75. Nó trung bình là liều 25, có tốt nhất để cải thiện chứ đời sống người bệnh. Tôi nói các anh chị nhớ cái này nên lưu ý này. Tăng dần liều tối đa để mục đích thì chúng ta giảm triệu chứng, sau đó chúng ta giảm trở lại cái liều mà nghiên cứu chứng minh tốt. Rồi bây giờ chúng ta đã dùng 1, 2, 3, 4 cái thuốc này rồi đó, mà vẫn chưa đủ. Thì chúng, nếu bệnh nhân dung nạp được, không chịu chuyển hạng dưỡng tốc sinh 2, chúng ta chuyển hạng đi là cái thuốc mới đấy. Thuốc đồng án thì tên là Vipario, nó gồm có sắt, và tạp tạp, và sắc có bê trên. Còn nếu bệnh nhân vẫn nhịp xoang quy rất rộng, thì chúng ta có thể điều trị bằng máy tạo nhịp 3 buồng này, 2 buồng thất, 1 buồng nhĩ phải. Hoặc là chúng ta bệnh nhân dùng chất beta liều tối đa rồi, bệnh nhân nhịp xoang tần số vẫn trên 70, thì chúng ta có thể kết hợp thêm Ivabradine cộng với chất beta cho người bệnh. Rồi thì sau đó thì nếu bệnh nhân vẫn còn kháng trị đó, chúng ta có thể phối hợp thêm với digoxy nếu bệnh nhân có rung nhĩ, hoặc dùng Iradazine cộng Isosorbidine nitrate, hoặc liều dùng máy trợ thất, cái này là một cái acid divide hoặc là gap tim cho điều trị cho người bệnh. Còn cái chỉ nhớ là trong tất cả các giai đoạn này của suy tim điều trị, nếu bệnh nhân luôn luôn phân xuất tốc máu thấp thì chúng ta có thể đặt ICD, tức là máy pha rung cấy được đó, để chúng ta ngừa đột tử. Nhớ là bệnh nhân suy tim phân xuất máu thấp họ có thể bị cơn rung thất và đột tử. ICD nó có là những cái này luôn luôn thì phải cân nhắc kỹ. Thì cái máy này bệnh nhân tốn khoảng 14.000 đô la cái tiền máy đó, do đó thì bệnh nhân tốn khá nhiều tiền. Thì chúng ta phải chẩn đoán kỹ rồi để chúng ta đặt cho người ngoài cái ICD. Dĩ nhiên cũng cái máy này có hãng có thể hơn thấp hơn một chút, nhưng trung bình nó khoảng 14.000 đô la. Cái chỉ tổ chẩn kỹ về điều trị cho người bệnh. Thì tất cả những biện pháp này chúng ta điều trị mục đích gì? Chúng ta kéo dài đời sống bệnh nhân. Đây là những thuốc được chứng minh kéo dài đời sống này. Thứ nhất là chất men truyền. Thứ hai chất beta, chúng ta chỉ có 4 chất beta trong suy tim. Bisoprolol, carbendazole, metoprolol và nebivolol. Rồi chúng ta có chất thụ thể, chỉ có 3 chất thụ thể chứng minh kéo dài đời sống suy tim là căng đầy giảm tăng, qua giảm tăng, lâu giảm tăng. Về thuốc đối kháng nosterol, chúng ta có eplerenol và spironolactone, ở Việt Nam có eplerenol. Còn cái acne là thuốc mới đấy, nó chứng minh được thuốc này khi làm nghiên cứu so với ích trên men truyền, nó kéo dài đời sống thêm 30%, tức là sau khi qua giảm tăng. Đây là thuốc đã chứng minh được rất tốt trong điều trị tim. Và cuối cùng là Ivabradine. Thì đây là những thuốc mà các anh chị phải biết là nó được chứng minh là kéo dài đời sống cho bệnh nhân suy tim. Đây các thuốc để tác động hệ thần kinh angiotensin, ức chế men truyền, chẩn đoán tại acne. Thì cái tên ở Mỹ được bán là Entresto, nhưng giá nó là 12 đô la. Còn Việt Nam nó bán cái tên Uperio giá có 1 đô la. Thành ra người Việt Nam có thể dùng nổi. Tại có những bệnh nhân trước thì cho qua Mỹ mua rồi đang về đấy chữa đó, dòng 12 đô la một ngày tiền thuốc đó. Thì đây là cái điều mừng là chúng ta chữa bệnh nhân suy tim có lợi cho người bệnh. Thì đây là cơ chế tác động của sacubitril và valsartan. Nó gồm valsartan, chúng ta biết là cái cơ chế đó có cái này có chế tự thể do tăng sinh hai. Cơ chế nó có lợi làm sao? Chúng ta biết là cái này do tăng sinh nó làm tăng huyết áp này, nó làm bệnh nhân tăng giao cảm, tăng cholesterol, tăng sợi máu thì là. Thì bây giờ chúng ta dùng valsartan, chúng ta ức chế cái thụ thể AT1, chúng ta bớt đi cái biến cố nào người bệnh suy tim. Chúng ta dùng thêm cái thuốc sacubitril, thuốc ức chế cái nepridazine. Nepridazine nếu có tác động thì sao? Nhờ ức chế như vậy thì bệnh nhân sẽ được cái tác động PNP nó tăng, thì cho bệnh tức là tăng bradykinin, bệnh nhân giảm huyết áp, giảm giao cảm, giảm aldosterone, giảm sợi hóa, giảm phi đại. Sau đó phối hợp hai thuốc này, cái nghiên cứu paradigm đã chứng minh là bệnh nhân kéo dài đời sống thêm được người bệnh nhân. Đó, như vậy đây là những nghiên cứu đã chứng minh đây thuốc này nó có lợi hơn và nó sang đơn độc, nhờ nó phối hợp vừa sau khi vừa ban tập tăng ở bệnh nhân. Thì chỉ định nó trong khuyến cáo 2017 của Mỹ là suy tim phân xuất máu giảm nhẹ 2-3, sử dụng acne thay thế cho men truyền hoặc chất thụ thể, giúp giảm thêm tổng bệnh tử vong. Chỉ định class 1 chúng ta bắt buộc phải dùng. Thì ra khi các anh chị điều trị suy tim, các anh chị nên cố gắng chuyển vài thuốc này cho bệnh nhân.
Tuy nhiên chúng ta nhớ khi chúng ta nương dùng mũi chiếc men chuyển, chúng ta chuyển khoảng đi, chúng ta phải nương chiếc men 36 giờ. Và nếu chúng ta nương dùng chen thu thể, chúng ta chuyển khoảng đi thì chúng ta chuyển đổi đổi ngay được, không bắt buộc phải nhớ các khoảng đi nó hơi làm thuộc huyết áp. Thành ra chúng ta nương dùng chiếc men chuyển, mũi chiếc men đi thì các đi bắt đầu đều thấp hơn, là nó làm thuộc huyết áp ngày mai. Và nếu bệnh nhân có tiền sử dị ứng với lại chiếc men chuyển, chúng ta không được khoảng đi. Còn chiếc men mà nó làm bệnh nhân ngạt thở đấy, thì chúng ta không dùng đặc đi nữa. Ở đây là cái nghiên cứu này, nghiên cứu Faraday Thái Đẹp để chứng minh là bệnh nhân chúng ta dùng đặc đi có lợi, nó còn giảm được cả cái sợi hóa các tế, STA giảm được STA của bệnh nhân. Rồi đây là STA của cái Eretto, đang là cái nghiên cứu Faraday Thái Đẹp, cái đặc đi nó vừa giảm sợi hóa cơ tế. Thật ra thì khi điều trị suy tim, đặc biệt những người bệnh suy tim vẫn là không thiếu máu cục bò, thì đây là cái phương tiện cuối cùng về thuốc điều trị suy tim. Ngay chỉ câu chuyện người mà may là Việt Nam giá rất rẻ đó, thì chúng ta dễ dùng cho bệnh nhân. Bây giờ lợi tiểu, tất cả những lợi tiểu này, lợi tiểu qua, lợi tiểu Kelsey, đây những lợi tiểu được chứng minh là nó giảm triệu chứng, nó không hề kéo dài đời sống. Lợi tiểu kéo dài đời sống chúng ta chỉ có spironolactone về Flerenol, chứng minh kéo dài đời sống. Thì cái lợi tiểu lúc từ tiểu quai nó có lợi thì nó thải vớt nước ra ngoài nhiều hơn là muối. Còn cái lợi tiểu teo dít nó thải muối nhiều hơn nước. Mà ba lợi tiểu này nó tác động ba vị trí khác nhau của ống lượn gần, ống lượn xa và ống góp. Do đó thì sao và quay hắn lê đó. Do đó các anh chị có thể phối hợp vừa lợi tiểu quai, vừa lợi tiểu teo dít với vừa spironolactone. Như vậy thì bệnh nhân giai đoạn đầu có thể tôi chỉ dùng lợi tiểu qua còn spironolactone, khi không đạt yêu cầu có thể phối hợp thêm một chút tiazid hoặc là indapamide cho bệnh nhân, và sau đó thì có thể bớt đi. Chúng ta nhớ là về suy tim đó, chúng ta không muốn họ mất natri nhiều. Khi mà suy tim natri càng thấp thì bệnh nhân càng dễ đến tử vong, kali thấp dễ đến tử vong mà kali cao cũng dễ tử vong. Thành ra người bác sĩ điều trị suy tim luôn luôn chúng ta để ý đến cái yêu đồ người bệnh nhé, nó thay đổi quá không có lợi bệnh nhân. Các anh chị nhớ học bài bệnh các kênh của tim này, bởi vì như hội chứng Brugada, hội chứng quy tê giãn sinh, quy tê ngắn, hội chứng tách cực sớm thì nó toàn liên quan đến yêu không ạ. À? Thì ra yêu thì nó liên quan đến yêu natri, kali vân vân á. Nhưng yêu nó thay đổi cái điện thế hoạt động, cái action potential điện thế hoạt động người bệnh, nó gây ra những bệnh kênh của tim mà đến độ tử. Do đó thì khi cái chị điều trị suy tim, cái chị thay đổi như thế này, cái chị nhớ để ý đến cái ăn uống của bệnh nhân và lâu lâu thử ý ông đầu cho người bệnh. Rồi bây giờ điều trị suy tim thuốc như vậy, nhưng mà cái này điều trị thì cái hồi tôi mới học y khoa đã dùng cái này rồi. Về sau đó thì người ta tưởng nó không tốt, tại cái nghiên cứu Van Hepp cùng lúc đó bên Mỹ bệnh nhân chưa có. Sau này đã làm nghiên bằng hai nghiên cứu trên bệnh viện của chiến binh Mỹ, nó chứng minh được kéo dài đời sống. Nhưng về sau trên bên chuyển nó ra đời nó mạnh hơn, người ta quên hai thuốc này. Nhưng thực ra nếu bệnh nhân chúng ta ví dụ hẹp động thận hai bên, chúng ta chống chỉ định trên bên chuyển, các anh chị có thể dùng Iranazine phối hợp với dưỡng độc Pinititrat dùng cho bệnh nhân suy tim được. Iranazine mà dùng đơn độc thì chống chỉ định trong suy tim. Iranazine dùng đơn độc nó làm giãn động mạch, nó làm tăng tần số tim, trong chỉ định cho suy tim. Nhưng nếu chúng ta phối hợp Isosurfinitrat là thuốc giãn tĩnh mạch, Iranazine giãn động mạch, các anh chị phối hợp như vậy nó quân bình, y như trên bên chuyển. Với trên bên chuyển là thuốc giãn động mạch và tĩnh mạch bằng nhau. Từ đó thì trong cơ thể chúng ta dùng như này được. Đây là chỉ định Rasaya. Thì ở đây thì có sức đẹp, có dùng nhiều để cái phối hợp hai này. Chúng ta có phối hợp chung với trên chuyển vẫn được. Rồi Dioxin ấy, thì cái nghiên cứu nó không chứng minh, ông nghiên cứu đích ấy, nó không chứng minh kéo dài đời sống. Nhưng Dioxin nó có thể lợi, nó cải thiện triệu chứng cơ nam. Thành ra nó chỉ định các thai B thôi. Đặc biệt là bệnh nhân mà có rung nhĩ, chúng ta dùng Dioxin, bệnh nhân rất cải thiện triệu chứng cơ nam. Còn Omega 3 thì không có chứng minh rõ ràng, mặc dù chúng ta biết được guideline, sẽ là thai B chúng ta cho thêm thôi. Bây giờ một cái nữa là các chúng ta nhớ là bệnh nhân suy tim đó, người ta có thể uống những thuốc điều trị tiểu đường, thuốc kháng viêm nonsteroid, thuốc diethylamine, hoặc chúng ta vô tình vừa kết hợp với chất điều trị của thể, thì tất cả những thuốc này class 3 là chống chỉ định.
suy tim, cái chuyện xa nhất là người già đó. Ví dụ người ta bị đau khớp, người ta uống thêm cái thầy về xương khớp, uống thêm này, cái gì tự nhiên cái suy tim nó nặng lên. Thì do đó luôn luôn người ta nhắc chúng ta là không gặp bệnh nhân suy tim, người ta đến với chúng ta người ta nặng thêm, cái gì nhiệm vụ cái gì phải tìm yếu tố làm nặng, và nếu tìm được chúng ta điều trị nó dễ hơn cho người bệnh. Rồi trong điều trị suy tim thì chúng ta còn điều trị bằng dụng cụ. Các biện pháp này đã được chứng minh để kéo dài đời sống. Chúng ta dùng ICD, dùng tái lập hồ tim tại vì hai vùng thất, dùng vui cho thất thì không phổ biến Việt Nam, cái này nó rất nặng, không phổ biến. Ở đây là chỉ định đặt ICD. Nếu bệnh nhân phân số tăng máu dưới khoảng 55%, 40 ngày sau nhồi máu cơ tim nia 2 đến 3, khả năng sống còn 5, chỉ định là class 1 đặt máy pha rung cấy đường, mức chứng ca thì một cái máy này khoảng mười mấy ngàn đô la, chúng ta dùng khoảng 10 năm thì phải thay máy mới cho người bệnh. Rồi sau đó CRT máy tạo nhịp 3 buồng đấy, buồng nhĩ phải, buồng thất phải, buồng thất trái. Thì chỉ định tốt nhất là QRS ở trên này bằng 150 mg/giây, gần 4 ô đó. Và đặc biệt bệnh nhân phải có nhịp xoa thì chỉ định class 1. Còn nếu bệnh nhân QRS mà kết nào về cái bệnh nhân phải có bấm nhanh trái thì phải class 1. Nếu bệnh nhân không có bấm nhanh trái mà QRS trên này được 5 giờ chỉ định class 2A thôi. Thành ra đây là cái chỉ định chúng ta đặt máy tái đồng bộ cho bệnh nhân. Rồi chúng ta qua điều trị suy tim phân tử bảo tồn, nó khó hơn nhiều. Hiện nay thì chúng ta làm rất nhiều nghiên cứu khác nhau, mà trong điều trị suy tim trong cái bài này tôi còn thiếu một cái là gần đây đó, thì chúng ta có thể dùng thuốc tiểu đường trong điều trị suy tim. Cái thuốc mà gọi là ức chế SGLT2 đó, thì ở Việt Nam có tham gia nghiên cứu DAPA-TEP. Các anh chị dùng dapagliflozin hoặc empagliflozin thì nó vừa chữa tiểu đường, nó vừa chữa suy tim. Và bây giờ nó đã bắt đầu đưa vào khuyến cáo ở Canada với Mỹ là chỉ định dùng trong điều trị suy tim người bệnh. Tức là chúng ta dùng sau cái thuốc kia, chúng ta vẫn phối hợp với một liều dapagliflozin 5-10 mg hoặc empagliflozin khoảng độ 10-12 mg cho bệnh nhân điều trị suy tim. Bây giờ suy tim phân tử máu bảo tồn thì chúng ta điều trị kiểm soát tốt huyết áp, kiểm soát tốt tần số tim bệnh nhân rung nhĩ. Thường thường những thuốc đấy gọi thường thường thuốc chính sẽ là lợi tiểu, và chúng ta phải cần chữa ngay nguyên nhân bệnh. Ví dụ chúng ta tái lưu thông mạch vành, tất cả các thuốc chuyển bên tai, chất bên chuyển, chất thụ thể, với chất canxi có thể giảm triệu chứng cân nặng nhưng không được chứng minh kéo dài đời sống cho bệnh nhân suy tim. Không biện pháp điều trị rút giảm tử vong, điều trị chữa trị nguyên nhân bệnh. Sau này nó có nghiên cứu Parallax đã dùng cái Uperio đó, thì nó chỉ cải thiện triệu chứng, nó không kéo dài để sống được. Chúng ta điều trị các bệnh kèm theo, điều trị cơ nào cũng phải. Đây, tất cả thuốc này không nghiên cứu chứng minh giảm tử vong. Nó có nghiên cứu nhỏ, người cao tuổi nên Nebivolol giúp, nhưng cũng không phải chắc chắn. Cái vấn đề với Ivermectin thì nó suy nguyên nhân nếu suy tim, thì Ivermectin là cái thuốc nó tác động trên nút xoang, nó làm chậm tần suy tim. Thì nhưng họ hỏi không được người rung nhĩ dùng được không? Nếu bệnh nhân rung nhĩ cơn có dưới 40% cơn rung nhĩ trong một ngày thì chúng ta vẫn có thể dùng Ivermectin bổ sung nếu tim bệnh nhân còn nhanh. Rồi khi người bệnh nhân suy tim, người ta sợ nhất là bệnh kèm theo nó làm nạp. Do đó thì chúng ta thường nó có thiếu sắt, thiếu máu và thiếu sắt đó, thì chúng ta phải trích cái sắt mới nó mới tốt, chuyển sắt và cải thiện chức năng. Người ta không, bệnh nhân suy tim thiếu máu không được sử dụng erythropoietin, cái này nó sẽ tăng suy tim người bệnh. Phân tử đông máu và có tăng huyết áp, chúng ta nhớ các tu dưỡng 130. Bệnh nhân nếu có kèm hội chứng ngưng thở khi ngả, ngưng thở khi ngủ, đã sleep apnea syndrome, thì chúng ta cho thở CPAP để cải thiện cái suy tim của người bệnh. Lời nói tóm lại thì trong suy tim đó, để chẩn đoán suy tim đó, thì luôn luôn các chị không được quên lâm sàng. Thứ hai là chất chỉ điểm sinh học, oxy dễ quan được xem tim, và chúng ta nhớ khảo sát di chuyển. Còn điều trị suy tim mạng, chúng ta phải nhớ những thuốc, biện pháp thuốc kéo dài đời sống người bệnh, và điều trị bằng dụng cụ cũng kéo dài đời sống. Các anh chị phẫu thuật van tim, phẫu thuật bắt cầu mạch vành, các thiết bị dụng cụ đều chứng minh để kéo dài đời sống bệnh nhân suy tim.
Rồi cái bài này các anh chị có hỏi gì không?